vậy và các bạn, nhiệm kỳ qua thì các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang đã có nhiều giải pháp cũng như là cách làm hay để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong hoạt động công đoàn. Trước thềm diễn ra đại hội công đoàn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ, những tâm tư nguyện vọng mà họ gửi đến đại hội. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đã tổ chức nhiều cái hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, nổi bật như là ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị nhằm tạo cái điều kiện thuận lợi cho đoàn viên và người lao động được thụ hưởng chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, đồng hành với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, tổ chức thực hiện các cái chế độ chính sách có liên quan đến pháp luật về lao động, nhất là cái thực hiện cái chế độ cho người lao động có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Chú trọng việc chăm lo rồi nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Cho người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động thì các hoạt động đó nó phải thực tế và người lao động sẽ tham gia trực tiếp, phối hợp và cùng với các đơn vị khác để cùng tham gia giao lưu và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, các cuộc thi nâng cao tay nghề để họ nâng cao cải hơn mức thu nhập và cải thiện đời sống của chính họ. Công đoàn cũng hoạt động dựa trên cái nguyên tắc là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tất cả mọi chương trình hoạt động đều rà soát, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Cùng thời, từ khi cái việc tiếp thu ý kiến thì công đoàn cơ sở dựa trên đó để xây dựng kế hoạch, bàn bạc, thảo luận và đưa ra những cái chủ trương thực hiện. Công đoàn cơ sở cũng hy vọng là trong nhiệm kỳ tới, công đoàn tỉnh quan tâm thiết thực nhiều hơn đến cái đời sống công nhân viên lao động. Ví dụ như là xây dựng nhà ở này, hoặc là chợ, hoặc là các công trình an sinh phúc lợi. Người công nhân có những cái hoàn cảnh khác nhau. Do vậy, đối với cấp trên thì xây dựng những cơ chế chính sách phù hợp với đối tượng này thì mong cấp trên có những cái phương thức nó phù hợp với xu thế, tức là linh hoạt trong cái cách vận động. Đoàn viên người lao động người ta hay gửi gắm về công tác tổ chức công đoàn, đó chính là về các chế độ chính sách. Và cái thứ hai là phải có một cái nguồn thu nhập ổn định và cuộc sống ổn định. Như là có cuộc sống ổn định bằng cách là xây dựng nhà công vụ để họ ổn định chỗ ăn, chỗ ở, để gắn liền với tổ chức và có một cái chế độ thăng tiến lộ trình rõ ràng. Và bằng qua các chương trình là thi tay nghề cao để nâng bậc lương theo tay nghề. Có đề xuất là đối với môi trường giáo dục nhà trẻ hoặc là cấp 1, 2 tại địa phương thì cần bổ sung thêm cơ sở vật chất để có thêm nhiều lớp học cho các cháu. Thưa quý vị và các bạn, những tâm tư nguyện vọng của các đại biểu gửi gắm đã được đại hội ghi nhận. Và mong rằng với định hướng đổi mới sáng tạo thì trong thời gian tới các cấp công đoàn của tỉnh Kiên Giang sẽ cùng nhau thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội công đoàn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.